buổi chiều vui vẻ nha. Bây giờ là 5:30 và mình đang chạy ra chỗ sạp ve chai của con Lan nè. Thì như mình đã hứa thì anh Quang Hợp gửi tặng mình một món đồ, thì cái đồ nào mình không sử dụng tới á thì mình sẽ để lại cho con Lan ha, để con Lan bán ve chai. Và cũng ở trong nhà mình cũng dọn dẹp được thêm một món đồ nữa không sử dụng, nên mình sẽ đem ra tặng con Lan luôn. Thì thường thì cô Lan giờ này cô Lan cũng chắc bắt đầu dọn dẹp rồi, mà hôm nay không biết là cô Lan còn hay không. Thì mình cũng tranh thủ công việc của mình vừa mới hết đó, thì mình ra mình gửi cô Lan biết kịp không nè. Chỉ sợ ra tới nơi cô Lan dẹp đi về rồi mất tiêu rồi chết luôn á. Tại vì cuối năm rồi cũng không có thời gian nhiều để mình ra thăm cô Lan nữa đâu. Và hôm nay chắc chắn có thể là lần cuối cùng trong năm mình ra thăm cô Lan rồi các bạn. Cuối năm mày công việc nhiều lắm, không có thời gian đâu mà đi nhiều. Ok, giờ để mình quay camera ra trước cho mọi người ngắm cảnh sông nước ở hai bên đường Trần Sòn xíu nha. Ok, chúng ta đi các bạn ơi. Bây giờ là chiều nên không khí nó mát mẻ, không có nắng. Đi ngang cái con đường này lúc nào nó cũng nghe mùi thơm của mít á. Ở đây người ta bán trái cây nhiều. Cô Lan này bả cũng bệnh hoạn nhiều á, thì mỗi lần ra thì cũng nghe bả nói là đi khám bệnh này nọ. Thì lần trước nó là đi khám cái gì đó miễn phí đó, ở bên đoàn từ thiện người ta giúp đỡ á. Thì không biết là hôm nay khám xong rồi chưa và đỡ hơn chưa. Chết mẹ rồi các bạn ơi, cô Lan dẹp đi về mất tiêu rồi, xui quá. Cô Lan dẹp về các bạn ơi, bỏ đồ lên xe rồi khóa lại đi về rồi. Chỗ này là cái chỗ của cô Lan bán ve chai mỗi ngày nè. Thì giờ này cô Lan dẹp, cô Lan che đậy lại rồi và đi về mất tiêu rồi. Cái giỏng này là chắc là cái giỏng của mấy người giá xe các bạn, không phải giỏng của cô Lan. Mình lúc mình bắt đầu mình đi thì mình cũng nghi rồi. Bình thường là cô Lan bán cũng trễ mà không biết sao hôm nay lại nghỉ sớm quá, chắc là bán ế ẩm hay sao. Để cố gắng ngày mai mình sắp xếp công việc á, mình ghé lại mình đưa cô Lan. Tại vì ngày mai á mình buổi trưa trưa xíu mình phải về quê rồi. Về quê để làm đám giỗ trong nhà. Gần Tết nhất rồi, tùm lum thứ lễ hết trơn. Công việc mình lum lu bu quá. Thôi thì để ngày mai mình quay ra mình trao đồ cô Lan các bạn. Cái hẻm này nhỏ lắm bạn nha. Đi từ cái hẻm này là đi ra được đường Nguyễn Linh luôn nha các bạn. Khúc này nhìn giống như chiếc quê. Sáng nay thì mình với lại anh Duy mới đi qua bên Quận Nhất rửa hai cái máy lạnh. Thì rửa xong rồi thì anh Duy ảnh đưa ông anh kia về dưới Củ Chi. Rồi xong rồi mình chạy lên. Còn mình thì đây mình tranh thủ thời gian quay về để mình lo mua sắm đồ đạc để làm một số công chuyện á, rồi mình mới chiều mới gộp nhau đi luôn. Lộ trình là 4 giờ mới khởi hành các bạn nha, trở thành hơi trễ. 4 giờ khởi hành về quê thì tầm 9 giờ mới tới nhà, 9 giờ tối về tới bọc vô nhau nhậu luôn. Chú này xe không có xăng hay là gì nữa ấy. Tư xe để đây có đẹp chứa xe hai ba cái nè.
chủ nhật rồi các bạn. Hôm qua thứ bảy, hôm nay chủ nhật, hôm nay ngày nghỉ làm, không có làm, không có sửa điện thoại. Cái đường Trần Cẩn Soạn này mấy tháng mùa mưa là ngập dữ lắm, mùa nước lên rồi đó. Đi ngang đường này thì vẫn lúc nào cũng là một cái mùi tôm đặc trưng, tôm bít. Lát về ghé mua nải chuối. Nay có con Lan bán rồi nha, con Lan đang bán rồi. Nay như là có con dâu với lại cháu thì họ ra chơi. Hai ba đứa. Lan. Nay cháu đồ ra chơi đông đúc quá. Dạ khỏe. Ra chơi bữa nay nữa là Tết, chắc ăn Tết luôn rồi. Mập. Ơi. Đó qua đổ chơi đi. Đồ chơi vậy? À, chồng dạ. Chơi vậy đó. Dạ. Nay đẹp trai à. Bắt nó bé bị chưa? Có rồi chị, 4 tháng 4 này sinh rồi. Hả? Dạ. Trai hay gái? Trai. Dạ, chắc giống mà. Đây đồ nồng đây đã. Dạ. Dạ. Ủa cái cục gì của Lan? Cục nào đó. Đây nè. Nói gì vậy? Camera. Giống camera vậy? Ừ, phải không? Ta nói đó. À, camera này nó gắn vô đâu trời? Không biết. Cái này giống như camera gắn trên xe chạy á. Dạ. Đó. Không có thấy dây nhợ dây điện gì kết nối đâu, thấy có mấy cái lỗ này không à? Lấy xài đi con. Dạ thôi con không đủ xài, đâu có dây nhợ gì. Dạ. Dạ. Nhưng mình không có thấy cái này, mình không có gành. Mình tới luôn, tới tới nha. Ra đây ngồi chơi luôn nè. Quá lớn gan. Sao vậy? Ủa bữa giờ Lan khám bệnh chưa? Chưa con. Chưa nữa. Đi khám rồi mà nó bắt cô phải có giấy hộ khẩu, có giấy này giấy kia. À. Mình đâu có hộ khẩu, mình chỉ có chứng minh mà cũ quá, cũ nó không chịu. Thành ra không có khám được luôn. Rồi thành ra không đi luôn. Dạ. Ta đi bổ biết bao nhiêu lần mà cô đi bỏ được, tại vì nguồn là cái chứng, tại vì mình không có giấy hộ khẩu, không có giấy chứng minh mới. Dạ. Chứng minh đang tù lùi rồi. Nó mà mất màu quá hả? Dạ. Mấy chục năm rồi. Hồi đó cô này cũng mấy chục rồi, đâu có đổi, đâu có hộ khẩu đâu mình đổi. Dạ. Nhà mướn hoài, nhà còn... này mai chỗ kia. Ừ. Cũng cực quá ha. Lên đây nó đi con. Nó mới được cô cái giấy này. Nó kêu cô về phường, đến giờ phường đã không được kỳ gọi rồi, giờ nữa mới được không nè. Đơn xin mẫu mắt hả? Dạ. Là mình lấy đơn này bắt đầu mình ghi thông tin rồi mình nộp. Tên, tuổi, họ, ngày, năm sinh gì đó con, được cái đầu mình nhờ công an chứng giùm đó. Dạ. Cái này là sâm bon. Còn bữa hổm là cái chỗ nhà thương gì đó, nhà thương thương gì không? 115. 115. Bữa này là sâm bon. Bệnh viện trường đô á, ngay trường đô. Biết rồi, biết rồi. 115, con này là sâm bon, nó mới đưa cô là ma cô là sát nè. Dạ. Trương Dương đúng rồi, con này là bệnh viện gì? 115 năm quên bon thì được. Bon nè. Nó chị dâu nó mới mổ sáng chân nè. Dữ quá, lậm tay đó. Sao bữa phải nói là cũng phải là kêu đặt kia. Kia khác nữa đặt kia cháu thì là ông này ổng tỉnh rồi, ổng tay liệt rồi, ổng không có ký tên được. Dạ. Yeah. Nghiệp với ổng làm ước cho cô. Ổng kêu lên đó mổ đi, ổng có tốn tiền. Rồi cái nọ ổng giới thiệu cho, rồi cái chừng mấy ngày sau khi ổng già quá đó con, cái ông liệt bây giờ kêu ổng ký tên, ổng ký không được, kêu cầm ký không được. Rồi giờ nhỏ này nó thấy vậy nha, chị dâu nó mới, chị chồng chứ nó mới mổ ngày qua hôm kia vậy, nó xách tay đạp nó chạy vòng 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 nó ổng sáng chân tập mắt ha. Rồi nó mới thấy gì nó cho cô cái này, nó kêu về ghi đi. Yeah. Ghi lại công an chứng này thử lần nữa coi, năn nỉ nó khổ quá, mình năn nỉ này nọ. Nhiều lúc bây giờ phải có tiền bạc này nọ nó mới chịu làm cho mình chứ. Giỡn đâu. Mà cái này nó để là phải con miễn phí hoàn toàn nữa không? Miễn phí hoàn toàn phải không? Để vô mình phải hỏi nó. Đây nè.
thì nó miễn phí, miễn phí hoàn toàn hoặc là giảm một nửa nè. Nó có hai loại tùy theo mình chế độ mình như thế nào. Chị nhỏ bạn quen này nó chị chồng nó mới mổ qua kia gì về nó không có bóng một chắc, nó chồng không cho tiền ăn nữa. Dạ. Nó mới nói nè, mới sạc nè. Dạ được vậy đỡ quá trời. Rồi con mới nói trời ơi mừng quá, mày cho tao xin đánh giấy đi rồi nó kia chụp hình này dán đây. Rồi về nhờ người ta năng lý khu vực đóng cái mọc vô rồi đi mổ. Nói thì quá dễ ha. Dạ. Mà khi đến công an khó khăn quá. Nè có đồ cho con Lan nè. Ây giờ dọn nhà cuối năm. Cái này con xài được cô Lan. Cái này biết sao đời cũ quá nên nó lâu thôi, lâu nóng. Dọn nhanh mua đại đi. Không mua mở hàng đại cho anh nè, cháu nó còn cho tôi đồ quá trời này phải không? Lâu nóng. Dạ. Này chụp hình này nọ luôn. Nè mấy cái dây này bán để đây bán luôn. Dây tín hiệu này nọ. Này bóng đèn này là người ta để pin vô, để pin vô phía sau này nè, để chỉ người ta biết xài luôn. Để pin này, mở này ra nè. Pin điện thoại ha. Bỏ pin đó vô rồi bắt đầu nó có cái remote nè, bật tắt luôn. Bật tắt từ xa luôn. Dạ. Không thôi nó có cái nút ở trên đây luôn, nhấn được luôn. Đó bán người ta nguyên bộ gì bỏ pin vô. Nè, máy điện thoại cổ. Bỏ pin vô là được. Còn này hư rồi, cái này hư rồi. Nhiều lắm, nhiều thứ linh tinh lắm, đồng hồ rồi. Để xài ha, cái này ngon lắm á. Hư rồi, con Lan rồi đó, hư rồi. Phải xài được á. Nè, đồng hồ. Nè con Lan, đồng hồ quá trời luôn nè. Con đừng có. Nói chung là anh là của người ta tặng cho con rồi, người ta nhờ con chuyển cho cô á. Dạ. Đó là người ta tặng con rồi, người ta nhờ con chuyển cho cô Lan chứ không phải của con không. Dạ. Nhiều đồ lắm. Đồng hồ đó còn sống không á? Ai gửi cho con? Thì anh này tên Quang Hợp. Dạ. Anh này ở ngoài Bắc Ninh nha. Con cảm ơn nha. Dạ dạ. Con không biết bây giờ con nói gì dạ. Cảm ơn. Dạ, để tay nghe này nọ nè, để nó đây bán luôn. Nè, cô lấy điện đeo không? Điện kia nè. Mấy đồ là cái tay nè. Dạ. Chuyển xe. Còn nguyên luôn. Tay nghe rồi lum đó nè. Cảm ơn nhiều con. Cái này nói chung đây nè. Thôi được rồi, để đi. Biết rồi. Biết rồi cúng nhưng mà để từ từ đi uống. Đi đâu vậy? Uống nghe. Này mấy cái đồ là để bán người ta sửa điện thoại này nọ rồi. Bài ra bán luôn đi. Để đâu đó người ta thấy mua. Dạ. Mấy này con không biết là để xài cái gì thì khi nào người ta mua được người ta mua. Mấy này là cái remote mà để mở cửa hay nọ đó. Cửa từ đó, người ta xài được người ta mua. Dạ, đó. Rồi hết rồi. Cái đó Apple á, Apple A3S hay gì á. Dạ. Mấy đồng hồ điện tử con nít nó chơi được, đeo được. Để đó. Còn này của con. Cái nào? Cái này là cái remote đó. Cái này máy gì vậy? Này massage luôn hả? Này massage hả? À nó có lên nó vận động cái này chắc xuống được á. Dạ. Nó lên bấm cái này nó vô này hết nè. Dạ. Đây đúng nguồn nè. Lên này hết luôn á. Mà nó cắm điện vô mới được, mới xài được. Dạ. Dạ. Cục điện của nó nè. Dạ. Massage. Này ai mua về chế lại, sửa lại được. Lo Bluetooth đồ quá trời. Gửi cho cô nó cô Lan cảm ơn. Dạ dạ. Ổng gửi qua kia 2-3 ngày rồi. Dạ. Ta nhờ con chuyển cho cô Lan. Ta nhờ con chuyển cho cô Lan. Dạ. Ta nói cái nào không xài thì cứ cho cô Lan. Dạ. Cái lo này còn xài được, cái lo này về cắm điện Bluetooth. Đây là một cái bộ súp nè các bạn. Hôm nay cô Lan có bộ súp này cũng còn tốt nè. Ồ, cái thùng súp này còn đẹp ghê các bạn. Súp này còn đẹp nè. Nhìn cái mẫu mã nó cũng đã.
Cái này xài cho máy vi tính rồi, các bạn có thể gắn vô điện thoại để nghe nhạc cũng được, truyền âm thanh vô. Đây là hai cái loa đi theo nó gì đó. Hai cái loa đi theo. Máy đuôi mũi. Máy đuôi mũi này mới còn sử dụng được, để lát mua con lan về xài thử. Này máy đuôi mũi hay là máy hút bụi gì các bạn, mình chưa gành nữa, để lát mua về mua ủng hộ con lan cái hay cái thứ gì đó. Này giống máy đuổi mũi thì đây con lan cũng bán nhiều thứ đồ lắm nha các bạn. Đây thấy có bán mấy cái nón của mấy ông bi, mấy ông gáp đồ nè, nó hiểm nha, ông nào dễ dễ thể bán luôn cái nón hiểm. Mấy nón này mua về xài cũng tốt rồi. Này máy bơm hồ cá nè. Cô Lan thì bán đồ ở trên đường Trần Công Soạn, thì bạn nào coi clip mình hồi xưa giờ thì cũng biết được rồi, không cần mình phải chia sẻ địa chỉ nhiều nữa. Đồng hồ này mất hai cái chân. Trần Hiệp Phong da gọt giấy nè các bạn. Mấy CB nhiều đồ. Bẻ cái tay tôi nè, nhắc là nó ôm cái tay, cái tay em đang chăm cứu nhất luôn. Tôi đánh mũi cái trời ôm muốn chết mà kêu buông ra nó muốn ôm hoài à. Lát con Lan bán này con về con xài. Thôi mở hàng cho. Mở hàng chứ. Cả đóng mà tự nhiên có cái đó bán con. Thôi coi chi đổi đi. Đổi hả? Cũng được. Dạ dạ. Chứ tính mở hàng tới sáng giờ biết bán gì chưa? Rồi, mở hàng rồi. Dạ anh cho mở hàng thôi, chắc cũng đem lại cho mở hàng vậy. Quá trời. Biết đâu à, anh cho hỏi lại cái gì con? Cái đầu mũi. Ai gì á? Cái đầu gái đeo tay. Nè. Nè. Nó có bóng đèn ở trong cái rỗng gì đó. Nó bán thử bắt video con mày đi. Không biết không? Làm bệnh đó. Giọt kêu biết đó cái gì vậy? Này cái đổ mũi, đổ mũi. Đổ mũi á. Dạ. Nó ở xa, ổng ở xa quá à, gửi qua thông qua con này con. Lớn hay nhỏ? Ông này chắc cũng 40 rồi. Ba mấy 40 rồi. Dạ. Dạ nhỏ hơn nhiều. Dạ để em muốn. Con đi làm dạ. Mới mua có một đĩa nha, phải con. Bình thường mà, có gì đâu. Dạ. Mời con đàng hoàng chứ không phải. Dạ. Ở đây tại chủ nhật này nó có bán nhỏ nghỉ là bán nước nghỉ rồi. Dạ. Nước nâu gì tại vì nhà cũng kế bên. Nói về ai gửi cho đó. Mấy người trên mạng đó, ta coi ta biết con Lan rồi. Mấy cái này ta gửi vô ta cho, chứ ta không có xài nữa. Lại bán giống như bán nó hết mẫu rồi. Bán nó qua cái thời đó rồi, người ta không có còn chuộng nữa đó. Bán khó người ta cho luôn. Ê, chứ bữa cái cháu nó cũng bằng con lại nói. Dạ. Nó cô Lan anh Thạch Anh lại cho đồ cô chưa? Thì từ rồi con cho đó, con nó cho rồi. Nó không phải mới đây là lên có vợ nói là cái ai gửi cho cô mà gửi cho anh Thạch Anh đem gửi cho tặng cô. Ừ. Nói gì, chắc mới qua hay lần kia hả? Lu bu quá chắc nó chưa tới. Hôm qua hay gì? Qua hôm kia vậy. À. Thấy này là cũng 3 ngày gì đó. Bữa ổn con cho cô rồi, cô tưởng nó hỏi đợt trước, cô nó có anh lấy cho cô đồ. Dạ. Không có con mới nha. Lên ấy coi nói là có ai gửi cho cô mà gửi anh Thạch Anh. Dạ. Nó cũng 3 ngày đầy vậy là chắc nó ra sớm hơn rồi. Buồn quá, đâu có ghé thăm con lắm. Dạ. Thì cũng ít nhất phải 1-2 ngày mới có thời gian mới con mới ra. Gia đình ta đi chơi hoài sao? Dạ. Cái này đồ gắn xe hơi. À. Cái đó cái gì con? Cái đế để điện thoại á, gắn xe hơi á, người nào người ta biết xài là người ta nhìn tự biết à. Gắn xe hơi mà gắn mà xe máy. Mấy thằng ráp nó xài cũng được. Nhưng mà xe hơi. Nó có điện tử lùm lum trên này nè, có đồng hồ hiển thị trên đây lùm nè. Mấy người nào người ta xài xe hơi tự nó biết nè, nhìn nó biết đồ gì à. Còn mình không biết, con còn không biết gắn sao nữa nè. Mình cứ nói không biết đi, ai biết ta. Còn tự động ta vô thấy nó biết ơn ta hả? À. Người ta mình ta kiếm xài là tự động ta biết ơn nè. Dạ. Cảm ơn chị con nhiều lắm. Dạ. Bếp này nấu cơm cũng được, nấu đồ ăn cũng được mà nấu giống lâu chín. Lâu chín. Dạ. Lâu lâu con với bạn bè con chắc giúp giống cho cô. Dạ đúng rồi.
thì cũng gần Tết nhất rồi, bán buôn nọ kiếm tiền xài Tết đâu. Cũng cho hoài tại lên cũng thấy dạ, cho đó cái dạ, nghiệp ta cũng được. Cho nên tại con đâu có biết cô bán đây đâu, thấy anh Thạch Anh nó nấy đó, con gửi cô bán đi. Mới đầu tiên cô tưởng là bán, cô hỏi con bán bao nhiêu, nó có cô tặng cô á. Dài đẹp ghê. Đúng rồi. Tại nhiều lúc thật sự bán buôn cũng không nhiêu tiền, nó cho mình nó nghĩa hơn. Em có nhiêu tiền thôi, tặng dạ, cô lớn tuổi già cả. Bán ve chai thì cũng không nhiêu hết. Gom gom tầm 2-3 tháng, 1 tháng nữa nhà đầy đủ. Nhiều người cho lắm đó con. Dạ. Mình cũng bán, ai hỏi nó cho cô đó. Dạ. Có đứa nhiều đứa còn tặng cô đó. Dạ. Thế này cũng nhờ con. Rồi con lên đó, tao mới biết chứ người ta có biết mình bán đây đâu. Dạ đúng rồi. Đừng nói tiếng. Chú đăng lên mạng là bà nội nổi tiếng luôn á, bà nội bà ngoại. Bà ngoại. Bà ngoại á. Dạ. Nay cuối tuần không có đi học đi rồi ra chơi. Ừ, mình gửi xuống hai người này. Bảy giờ có con. Dạ. Tối đúng năm bà ngoại. Dạ. Thích hôm nay không xuống mà nó ra nhớ bà ngoại đó. Tối đi nóng mũi à, sợ nó lê đi hoài nó bệnh. Dạ. Yeah. Hết bệnh rồi. Tối kìa, ngoại nó tới nó hỏi rồi. Giờ con ngủ tiền có hết bệnh rồi. Hết bệnh rồi. Không có nói cũng buồn. Tính nó thở tẹt thở thẻ. Ông đẻ ra giống Thạch Anh thì có duyên. Dạ. Dạ. Vợ con thì cô không biết. Dạ, vợ con thì cũng được đó. Dạ. Dạ. Thấy lên gì đó, đám cưới đó. Dạ. Có coi không? Cô Lan có coi không? Chụp hình có hai đứa đám cưới thôi à. Có bữa đó cháu nội nó nói à, bà nội chú Thạch Anh nè có vợ rồi hả, nó đâu biết đâu, tôi coi coi chắc nó coi trên Facebook rồi. À, dạ nó đưa coi coi nó cũng đẹp cái bộ chứ. Dạ. Trời ơi, điện thoại cô không biết gì trơn á, nó mở cho cô. Dạ. Coi kinh nha, nó biết mở thì nó kêu mình coi chứ. Để con mở kinh cho ngoại nghe, nội nghe, ngoại ngủ, nội ngủ, nó mở ngủ quên mất tiêu. Kinh nó con. Về lâu làm chuyện. Dạ. Thôi được rồi, con bỏ ra cốp xe nè con về. Dạ. Ngồi đây đứng người ta coi đồ cũng được. Dạ. Thôi cô Lan bán đi nha, con về nha. Về chị ơi. Dạ ngồi chơi nha. Dạ dạ, thì từ nãy Tết còn ra nữa mà. Năm nay về Tết trễ lắm. Về chú. Trà Vinh đó. Trà Vinh. Dạ. Xe ôm, xe ôm. Giờ mình đi về nha các bạn, thì định mua ủng hộ cho cô Lan cái đèn đuổi mũi sẵn đem về nhà đuổi mũi mình luôn. Mà cô Lan ngại, cô Lan đâu có lấy tiền mình, thì mình ép cô Lan cũng không được. Thôi lấy cái máy đuổi mũi. Thì thấy khách lại coi đồ này nọ đông đúc quá thì mình cũng đi về để cho người ta coi, người ta mua đồ này nọ, nó bán buôn nó sơn tụ. Để ghé mua nải chuối. Chuối quá thì chuối rồi. Bữa giờ ăn chuối già, chuối xiêm hết trơn. Giờ kiếm mua nải chuối sứ hả gì? Này chuối sứ hả gì ta? Chuối này chưa ăn nè, chuối giờ bữa giờ. Tại vì vợ mình bầu nó thèm ăn chuối. Nải này thì nó hơi ấy thôi nè. Lâu ngày quá nó muốn úng. Mua hai nải đi. Chuối thì ở
dưới quê nhóc luôn, mà ở trên đây nhiều lúc kiếm mua ăn không có. Hồi nãy này thôi ăn không kịp đâu, nó hư hết trơn à. Chuối này nãy như béo bán 1 ký vậy. Nãy sơ nữa hả? Nãy này nhiêu? Sơ à. 50.000 ký. 50.000 ký. Chuối này chú gì mà 1 ký 50.000 dữ vậy? 15.000 đó là cái sao? Cân nhiêu vậy? Cái này là bao nhiêu vậy đó? 15.000 chứ. 15.000, ok. Này chú sứ rồi nha. Hồi nãy 15.000. Biết mắc rẻ là nó không biết. Thì ta bán sao mua vậy thôi. Thơm lắm, chú thơm lắm. Để mình về nhà cái mình lấy cái máy đuổi muỗi ra mình cắm điện thử coi nó lên không nha. Tại vì mình thấy ở trong cái máy đuổi muỗi đó, lúc nãy mình đổ ra là một đống muỗi trống luôn các bạn. Nguyên một đống muỗi bên trong cái máy đuổi muỗi luôn. Thì chắc là nó chức năng ok đó. Cái máy này là hiệu quả rồi. Cái máy này hiệu quả thì nó mới bắt được muỗi. Còn mình hay lúc trước hay mua cái máy mà nó có cái bóng đèn tím á. Rồi cắm vỗ điện á. Nó lớn vậy nè. Thấy không có hiệu quả, thấy mũi nó không có vô nhiều á. Để tháng trời đem ra thấy có một con hay con mũi à. Còn cái máy này nó có cái quạt á. Nó có cái quạt biết là nó dẫn dụ mũi như thế nào đó mà mũi nó bay vô quá trời. Ok mọi người, đây là cái quạt đuổi mũi. Máy đuổi mũi mình nuôi ở chỗ con Lan về nè các bạn. Đây là công tắc mở nè. Đây thì lúc mình mua thì mình đã đổ cái phần bụi ra rồi. Đó, lúc mình mua mình đã đổ phần bụi ra rồi. Và cái phần bụi đó là chứa cả đống mũi bên trong luôn. Cái này là gắn như vậy hay là gắn như sao mình cũng không nhớ nữa. Như là gắn như vậy nữa, mới vô khớp. Hay là gắn như vậy. Gắn như vậy thì đưa vô đây thì nó không có vừa. Chắc là gắn úp lại, ngược lại các bạn nha. Gắn như vậy nè. Là mũi sau khi nó bay vô trong cái phần dưới đây thì nó sẽ không bay ra được hay sao á. Nói chung là gắn vậy nè, đó như đây. Thì bây giờ mình sẽ thử mình lắp thử coi nó có hoạt động hay không các bạn nha. Tại cái này đồ cũ nhiều lúc nó không bị hư hao bị nước dây điện này nọ nên người ta mới bán thôi chứ thực sự cái này người ta cũng không có bán. Ok, mình cắm điện rồi đó các bạn. Mình coi đây nó cháy đèn nè. Nó cháy đèn rồi nè, đây là cái đèn màu tím, nó đèn là đèn để dụ mũi bạn nha. Nhưng mà cái quạt nó không chạy. Đấy bạn, cái quạt nó không chạy thì mình đoán là do cái motor. Đây nè. Do cái motor này nó bị đóng bụi nhiều quá nên nó kẹt các bạn nha. Đây nè, nó chạy nè. Đó nó chạy nhưng mà nó chạy không có nổi. Thì để mình mở cái quạt này ra. Các bạn thấy thì thường mấy cái đồ này nó hư chút với người ta không có biết sửa đó. Nên người ta sẽ quăng luôn không à. Bán cái chai hoặc là quăng thùng rác luôn à. Nên mình mua về chúng ta chỉ cần sửa sơ là chúng ta có thể xài lại được á. Đây mình lại á. Cái này chúng ta chỉ cần khắc phục cái quạt nó thôi là chúng ta sẽ sử dụng được rồi. Cái này thì đơn giản quá rồi, không có gì phải cầu kỳ. Đây. Ở đây chúng ta có một cái dây điện các bạn nha. Dây điện này để nó nối xuống cái quạt á. Thì ở đây chúng ta sẽ mở hai con ốc ở trên đầu nè. Mở hai ngóc rồi ra. Cái này là do cái quạt nó chạy lâu ngày quá rồi bắt đầu nó hút qua cái bụi á. Bụi lại băng cái tóc tai trong nhà chúng ta các bạn. Nên làm cho cái quạt nó bị kẹt. Này chúng ta đem ra vệ sinh này nọ được à. Không biết là trên đây nó có dắt cắm nào hay không đây nè.
Đó thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ta vệ sinh cái quạt các bạn ơi. Đây là cái quạt, các bạn thấy là nó bụi không nè. Bụi toàn bộ. Cái này mà vệ sinh xong xuôi hết là nó trơn tru là nó sẽ xài ổn định các bạn nha. Cái quạt này tụi mũi thấy hiệu quả đó. Bên trong còn là bụi không các bạn. Miên lót mà. Nhưng mà cái này là chỉ là cái bụi bám ở trên cái cánh quạt thôi, còn còn chủ yếu là cái bụi nó nằm ở trong cái cục motor á. Đây vệ sinh cái cánh quạt để cho cái quạt nó hút được mạnh các bạn nha. Tại vì nó bám nhiều quá thì cái quạt này nó chạy nó cũng không có mạnh. Đây phải chi mà chúng ta rút cái này ra, cái này mình sẽ cắt bỏ luôn mà nha, để mình lấy cái quạt ra làm cho dễ dàng rồi nha. Để mình cắt bỏ cái miếng này ra luôn đó, để mình lấy cọng dây điện ra cho nó dễ dàng đó, vậy đi cho nó dễ làm mà nha. Là vệ sinh cái này nó bị sét mà, lâu ngày nó sét. Ok, nó trơn nữa các bạn. Thì sau khi mà xịt cái G50 thì cái cánh quạt nó trơn nè. Chúng ta không cần phải tháo ra, người ta vệ sinh cánh quạt bên trong gì cả. Cái này là lâu ngày quá bắt đầu nó bị sét ăn các bạn. Đó, mình sẽ cố gắng mình xịt nhiều dung dịch vô xíu để cho nó bay mấy cái bụi bặm này ra luôn. Bây giờ là cánh quạt chúng ta là trơn tru rồi đó. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ thử cắm điện vô để cho cái quạt nó chạy nha. Đây bạn, thì quạt nó chạy ok nè. Đó, quạt chạy là chúng ta có thể sử dụng được cái máy lại rồi. Thì khi mà cái đèn này nó hoạt động á, thì cánh quạt nó sẽ hút vô. Thì trong quá trình nó hút lâu ngày lâu tháng thì cái tóc tai rồi bụi bặm, những cái mảnh lông này nọ đó, lông quải, lông thú gì đó, nó bay vô thì nó vướng cái quạt lại. Nó chỉ cần vệ sinh cái quạt mà chạy lại. Thì các bạn thấy nó chỉ hư đơn giản vậy thôi mà người ta không biết á. Cái người sử dụng họ không biết thì họ cứ quất đi. Bán về chai thì chúng ta biết cách sửa, chúng ta mua về chúng ta tận dụng lại. Ok, giờ mình sẽ lắp nó. Nãy thì cái này nó sẽ nằm ở trên đây. Nó sẽ lòn nó vô đây lại. Cho đi qua cái miếng nhựa này. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gáp vô các bạn nha. Đây thì các bạn sẽ gáp làm sao mà cho cái quạt nó quay cái về cái chiều này nè, để mình gáp xong cái đã. Đây các bạn quay cái chiều mà cái phần này nè, cái đầu láng này nè, quay cái đầu láng này lên trên rồi nha. Còn cái này là quay xuống dưới. Tại sao? Tại vì cái đầu láng này nó sẽ là hút vô các bạn nha, nó hút xuống dưới. Còn các bạn quay ngược cái chiều này xuống á, các bạn quay ngược cái chiều này lên trên á, quay lên trên này nè, thì lúc đó là cái quạt nó sẽ thổi cái hơi ra ngoài, bạn hiểu không? Sẽ thổi hơi từ bên trong ra ngoài, là lúc đó nó đuổi cái mũi ra ngoài chứ không phải nó hút cái mũi vô trong, bạn hiểu không? Còn các bạn khi mà các bạn quay cái chiều láng lên trên thì cái gió sẽ hút từ trên xuống dưới. Đó thì lúc đó thì nó mới hút được cái con mũi từ bên ngoài vô. Chứ không là nó sẽ thổi con mũi ngược ra lại vậy nha, là không có kết quả nha. Nó phải gắn đúng chiều nó mới được. Tại vì khi mà tháo ra các bạn có thể là quên đó, các bạn gắn lộn chiều là lúc đó các bạn đuổi con mũi đi ra ngoài chứ các bạn không có hút con mũi vô trong rồi được. Đó thì sau khi đã bắt ốc rồi thì chúng ta gáp máy thôi. Rồi, là xong rồi nha. Đó. Giờ chúng ta sẽ cắm điện vô để chúng ta coi cái quạt nó hoạt động chưa. Đây. Đây khi mà các bạn gắn vô thì các bạn
cắm điện vào và các bạn để tay ở đây nè, các bạn thấy cái hơi mát nó thổi ra phía sau này, có nghĩa là nó sẽ thổi xuống đít và nó hút từ trên đây xuống nha, là con muỗi bay vô trong đây, muỗi bay vô trong đây thì nó sẽ bị cái quạt này nó hút và đưa đi xuống đây và chúng ta nó gớt vô trong cái lồng này đó. Ok, thì là thành công rồi nha, là chúng ta cũng sửa lại được cái cây quạt đuổi muỗi nè đó, xài ổn các bạn nha, không có hư hao gì cả, nó chỉ bị kẹt cái cánh quạt do sử dụng lâu ngày quá rồi bụi bặm cũng như là tóc tai nọ nó rơi vào đó, nó khô hoặc nó khô cái motor bên trong thôi, không có gì cả, thì chúng ta cũng phục hồi được rồi. Thì hôm nay mình ra đây ra cho cô Lan một ít đồ ở trong nhà mình không sử dụng nữa, với lại anh Quang Hộp anh gửi ít đồ đó thì ảnh nhờ mình gửi cô Lan, thì mình cũng đã đến gửi cô Lan rồi nha. Và mình ra đó thì mình định là mua cái này nhưng mà cô Lan lại không có lấy tiền, cô Lan cho mình lại. Thì hôm nay mình làm video cho bạn coi giải trí đến đây thôi nha, cảm ơn các bạn đã coi cái kênh của mình, hẹn gặp lại các bạn.